Trong bối cảnh ngành giao thông vận tải đang thực hiện xây lắp đồng loạt các tuyến cao tốc, tình trạng thiếu nguyên vật liệu đã khiến xuất hiện những tiêu cực như là mua đi bán lại các vỏ vật liệu, các mỏ vật liệu, khai thác vượt quá công suất các mỏ cát được nhiều đại biểu Quốc hội đặt ra với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Tại nghị quyết 18 của Chính phủ triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội đặt ra yêu cầu là các địa phương phải giao trực tiếp các mỏ vật liệu xây dựng thông thường cho các nhà thầu thi công, không để xảy ra tình trạng mua đi bán lại, đẩy giá lên cao. Vậy xin Bộ trưởng cho biết công tác giao vỏ mỏ vật liệu như thế nào và có hiện tượng mua đi bán lại hay không? Dự án xây dựng cao tốc Cần Thơ - Cà Mau theo dự tính cần khoảng hơn 18 triệu mét khối cát san lấp nền. Việc đánh giá tác động môi trường của dự án đã được tính toán phù hợp với bảo đảm tính khả thi, bền vững của dự án đến phát triển của cả vùng chưa? Đồng thời đề nghị Bộ trưởng làm rõ các giải pháp để bảo vệ môi trường khi nâng công suất, tăng cường khai thác các mỏ cát tại khu vực này. Tổng của chúng ta có 8 dự án trên địa bàn thì chúng ta cần khoảng 50 triệu khối cát. Thế thì nói một cách tổng thể thì hiện nay theo quy hoạch ấy là chúng ta vẫn đảm bảo được cái nguồn nguyên vật liệu cho cái việc thi công cái dự án này. Riêng đối với cái dự án Cần Thơ - Cà Mau cần 18 triệu thì vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ đã có cái văn bản chỉ đạo giao cho An Giang là sẽ cung cấp 7 triệu trong thời gian triển khai dự án. Đồng Tháp là 7 triệu và Vĩnh Long là 5 triệu. Và năm đầu tiên thì An Giang và Đồng Tháp là mỗi tỉnh là 3,3 triệu. Còn vấn đề liên quan đến vấn đề môi trường ấy, thì cái nội dung này là Bộ Tài nguyên Môi trường vừa qua cũng đã phối hợp rất chặt chẽ với các địa phương và Bộ Thông vận tải để thực hiện đánh giá một cách rất là thận trọng và khách quan. Các cái mỏ đất, cái khoáng sản để ra vật liệu xây dựng cho những cái dự án mà trọng điểm quốc gia mà theo cái thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của Quốc hội thì được là chỉ định đấy cho những cái chủ đầu tư để trực tiếp khai thác. Khi mà làm nhanh cái này thì tôi nghĩ là thứ nhất là cũng phải đáp ứng được cái yêu cầu như là bảo vệ môi trường rồi an toàn trong cái khai thác mở rộng các cái mỏ, và cũng là cũng phải trên cái tinh thần là công tâm khách quan minh bạch vì lợi ích chung, chứ không để những cái trường hợp nó có thể là xảy ra mua đi bán lại vật liệu xây dựng, mua đi bán lại mỏ, thì cái đó là hết sức là quan tâm tới cái chống cái lợi ích cũng như cái lợi ích nhóm trong cái việc mà thực hiện xử lý